Kính chào quý vị các bạn. Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng loạt xe Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011 hiện có tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. Hiện nay mình đang có cả màu đen và màu lông chuột. Đều là chiếc Hyundai Accent nhập khẩu năm 2011, số tự động. Động cơ 1.4 AT. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím, phanh ABS, xi nhan trên gương. Đối với dòng Hyundai Accent nhập khẩu thì đi về thân vỏ nội thất nó đều đẹp hơn, chắc chắn hơn, gầm bệ chắc chắn hơn. Cái điều đấy không phải nói rồi, các bạn cũng hiểu. Hiện nay mình đang chào bán hai chiếc Hyundai Accent, một chiếc là màu lông chuột và một chiếc màu đen, đều nhập khẩu năm 2011. Với giá chào bán là 300, đồng giá là 388 triệu đồng ạ. Đồng giá 388 triệu đồng. Đầu tiên mình xin giới thiệu các bạn, đây là chiếc Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011, màu lông chuột, động cơ 1.4 AT. Xe được chào bán với giá là 388 triệu đồng tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. Mình hiện nay đang có cả hai chiếc, một chiếc màu đen và chiếc màu lông chuột. Cả hai chiếc này đều có nội thất màu ghi, một chiếc màu sơn lông chuột và một chiếc màu đen. Thì như quý vị thấy ở đây ạ, quý vị có nhiều sự lựa chọn. Ít nhất là cho dành cho quý vị hai sự lựa chọn với hai chiếc Hyundai Accent. Đây là chiếc Hyundai Accent hàng màu đen nha bạn nhé. Còn kia là chiếc lông chuột. Thì bây giờ mình quay chi tiết từng con một. Xe cam kết không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ zin 100%. Tất cả các xe tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương đã trực tiếp Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương kiểm tra test xe trước khi mua về bán cho bà con. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện, vô lăng tích hợp bàn phím, đầu CD 6 đĩa. Với chiếc màu lông chuột thì hiện nay chúng tôi đang có lắp 3 màn hình. Xe đã được bộ 3 màn hình camera lùi và 3 màn hình như quý vị thấy đây. Cả hai chiếc xe này đều được đồng giá với giá là 388 triệu đồng. Hoan nghênh quý vị về xem xe trực tiếp tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. Hiện nay đang chào bán hai chiếc Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011, số tự động, động cơ 1.4. Hai chiếc này hiện nay đang được chào bán đồng giá với giá là 388 triệu đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011, động cơ 1.4, số tự động. Chúng tôi có hai sự lựa chọn về xe Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011 cho quý vị lựa chọn, đó là chiếc màu lông chuột và chiếc màu đen. Hoan nghênh quý vị về xem xe trực tiếp tại cửa hàng Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, hotline 0855 966 966. Hai chiếc xe này được bán đồng giá với giá là 388 triệu đồng ạ.
quý vị hãy về trực tiếp xem xe, kiểm tra xe, test xe tại Dung Audi Ô tô Cố Hải Dương. Chúng tôi hoan nghênh quý vị về kiểm tra trực tiếp, thực tế, sờ vào xe, chạy thử xe, test xe trực tiếp ạ. Vừa rồi là mình đã quay giới thiệu qua hai chiếc xe Hyundai Accent nhập khẩu năm 2011 được chào bán đồng giá với giá là 388 triệu đồng. Mời quý vị về xem xe, chạy thử xe, test xe trực tiếp tại Dung Audi Ô tô Cố Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Xin trân trọng kính chào quý khách. Hotline 0855 966 966. Xin cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ Dung Audi Ô tô Cố Hải Dương. Quý vị nào chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau đó rồi bấm vào nút nó hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm vào quả chuông. Quý vị sẽ là người được thông báo cập nhật thông tin nhanh nhất mỗi chiếc xe nhà mình chào bán ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở video clip tiếp theo.